kìa. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Biết chứ. Cái gì vậy? Nani? Tình cờ thế chứ. Ôi, bảo có chuyện có gì quà đây? Cho cậu á đây. rắn làng đơ đấm dài đi. Tớ làm gì mà các cậu lại trêu tớ? Tội của cậu là không làm gì đấy, hiền quá cũng là một cái tội. Chị tội đi. Các cậu thả tớ ra. Tớ mất thầy đấy. Mất hả? Mất được mất đi. Lại để tủ quốc rồi. Sao mọi người lại đối xử với mình như vậy chứ? Nhóc con này có bao nhiêu tiền? Bán ra đây, bán ra. Tôi làm gì có tiền mày chứ hả? Nè, trả đi, trả cho tôi đồ của tôi. Có ai không giúp tôi với? Có ai không? Có ai không? Ôi, nhiều tiền thế này mà mày kêu không có hả? Tiền của tôi mà, anh làm gì vậy? Trả đây, trả mày, cho tôi. Mày đi ra, đi đi. Trả lại tiền đóng học phí cho tôi. Mẹ mà biết mình làm mất tiền, chắc mẹ đánh mình như đòn mất. Mình về nói với mẹ như nào bây giờ? Sao ai cũng bắt nạt mình hết vậy? Mình đã thay đổi để tốt hơn rồi cơ mà. Wednesday, một cô gái mạnh mẽ, không sợ bất kỳ ai. Được rồi, mình sẽ quyết tâm thay đổi để mạnh mẽ hơn. Make up vấn mắt màu đen huyền bí, môi cũng vậy. Trông dữ hơn rồi đấy. Mình sẽ là một phiên bản Wednesday lạnh lùng và đáng sợ hơn. Giao diện đã xong, còn thiếu một thứ nữa. Nhưng đâu rồi? Bàn tay à? Giờ cô định làm gì? Hãy cùng ta thay đổi nhé. Ác phết đó. Mãi chẳng thấy ai con mồi nào hết. Hôm nay quá trang nhìn đẹp đó. Có mấy đồng đưa thằng anh này đây, để thằng anh tiêu tí thôi nào. Tiền á? Xuống Diêm Vương mà xin. Đây không có mà cho. Ấy chà, hôm nay mày ăn phải cái gan gì mà bày liều vậy? Mày mày cũng đánh này. Mày chết với tao. Có gì cần làm rồi? Không được rồi nha. Thằng nào chả sống kẻ chân tao vậy? Là ta nè, đồ xấu xí. Hả? Cái gì vậy? Chết nè. Cái gì vậy? Chơi nữa không được. Em có ai không? Cứu, cứu. Tát nè, tát nè, tát nè, tát nè. Đấy là cái giá phải trả cho những gì anh đã làm. Xin cô đấy. Cô, xin tôi, ta không cho. Đánh tiếp cho ta. Đưa to lên. Được thế nào? Đi. Cô đợi tôi nữa chứ. Yến, Trang, hai cậu
mau dừng lại đi. Các cậu có biết như vậy là bạo lực học đường không hả? Ủa? bạo lực học đường. Nhưng mà rất tiếc với cậu, ở đây không phải là trường học, mà ở đây là đất của bố tớ. Công việc của tớ là... Sao hả? Ôi, đau quá, đau quá. Nói nữa đi. Tớ thích bạo lực đấy. Đừng mà, các cậu dừng lại đi. Đau quá. Sao đi hả? Đi. Bực ai? Khóc hả? Đi chứ. Đánh nó đi. Sao giờ lại như con đùa đụng cổ rồi? Lại là Yến và Trang. Đi ra đây. Nhìn lên đây. Mau dừng tay lại. Quyền quen Yến à? Hình như là bạn cùng lớp. Là đơn. Được rồi, cứ để cho tớ. Đúng là hai con nhỏ con. Giờ các cậu á có phần thành 8 con nhỏ con thì tớ cũng 8 thôi. Làm gì? Tính làm gì hả? Đến đây Trang. Bây giờ thừa cơ không có ai, mình dạy cho hai cậu ấy một bài học như vậy. Yến ơi, ngứa. Ây da, Yến, cậu nhìn gì đấy? Xem đầu tớ có cái gì mà ngứa quá. Mình có nhìn nhầm không nhờ? Hả? Hết ngứa rồi. Không có gì, đánh tiếp. Lạ nhờ, này, không có gì hả? Hai cái cậu kia, kia thích solo với ai? Tớ tiếp hết. Vào đây. Vào đây. Trang ơi Trang. Cậu nghĩa xem đầu tớ có cái gì mà ngứa quá, có cái gì bỏ gáy. Sao tự dưng đầu ngứa cái gì? Mấy ngày không tập. Ôi trời ơi, có ma rồi. Hả? Ma? Ma nào? Ma nào đấy? Ma? Ma gì? Hello. Ma, Trang ơi, cứu. Không phải là ma đâu. Trang ơi, có chuyện gì vậy hả? Cậu cứ để yên đấy, mọi chuyện có tớ lo rồi mà. Cứu à. Ôi, nhà cũng chưa nấu cơm, bố mẹ gọi về rồi, tớ đi trước nhé. Ôi trời, Trang ơi, sao cậu lại bỏ tớ? Tôi hả? Chạy nhanh vậy. Lan ơi, bàn tay đấy là của cậu hả? Cậu bảo nó dừng lại đi, đừng làm hại người khác nữa. Cứ để nó, trừng phạt các cậu ấy đi. Cậu bé ơi, à kia rồi. Thằng này lấy đò nhá. Ôi chú cha mẹ ơi. Xin đi, xin đi, đừng đánh tôi có làm gì đâu. Đừng mà, tha cho tôi. Đừng. Ui. Chú Mia, chú Mia. Giống mặt quá. Bye bye. Cậu thấy sao hả? Hoàn thành nhiệm vụ. Cậu không phải lo đâu, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu. Thật là kỳ lạ. Nhẹ nhàng thôi. Cái gì ấy? Nhìn kỹ vào. Mẹ ơi, con có nhìn thấy gì đâu? Toàn là nước thôi. Thằng này kém. Mắt mày nhìn kiểu gì đây? Nhìn kỹ vào, ở dưới đấy có đấy. Đâu, con có nhìn thấy gì đâu mẹ. Ông con... Đâu mẹ, ông cậu nhìn gì đấy? Ôi trời ơi. Ui, con ơi, có điềm rồi. Ui, trời âm u xám xịt dưới này là điềm lành hay điềm dữ hả mẹ? Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi. Theo triết học, lý thuyết học, sinh lý học của mẹ thì trời sắp bão rồi đây. Trời sắp bão rồi đây. Sắp bão á? Có đâu. Ui dồi ôi, còn đứng đấy nữa à. Trời mưa, quần áo con chưa rút, mồm mẹ đen thật đây. Đợi con. Sao trời lại tối om thế này? Linh đỡ, các ngươi đâu rồi? Dạ, bọn em đây ạ. Các người mau đi xem có chuyện gì xảy ra. Mốc, vâng ạ. Đi. Sao không thấy có gì hết? Lạ thật đấy. Wesley. Cô đừng tới đây nha. Bọn ta chưa làm gì cô đâu. Ngươi định làm gì? Bọn ta không sợ đâu. Đi đi. Mệt quá.
Bọn này làm gì không biết, sao mà lâu thế nhỉ? Chạy nhé. Đứng lại đó. Wednesday, chào mừng cô đã quay trở lại. Ta trở lại để còn tiêu diệt kẻ xấu như ngươi. Trời ơi mẹ ơi, đánh nhau to rồi. Toát đầu luôn ấy nhỉ. Mẹ nghĩ ai thắng? Wednesday. Wednesday, công lực của cô bao nhiêu năm cũng mạnh dần rồi đấy. Không mạnh thì làm sao ta có thể bắt được cô chứ? Ôi trời ơi, căng thẳng gay go rồi. Mẹ nha, mẹ cá còn búp bê thắng đó. Nó giữ thế kia cơ mà. Wednesday phải thắng chứ. Thế mẹ con mình phải làm cái đũa. Chơi luôn, con sợ. Có mẹ kết à? Quả sang tiền okay. Nha. Chốt rồi đây. Sợ gì mà không chốt. Cuồng khá đấy. Như thế không cần xếp giấy tờ. Con xin mày lấy một tờ thôi, cá cược một tờ thôi mà. Một gì mà một, chơi gấp ba. Xin kịp, xin tiếp kịp. Cuối cùng cũng đã chịu đầu hàng chưa? Người đâu rồi, mau ra đây, nhanh lên. Búp bê của mẹ bỏ của chạy lấy người rồi. Tiền là mở lên con đâu mà đưa. Nhưng mà mẹ chơi phải chịu chứ. Lâu có làm gì đâu. Chuồn bông. Này, bọn ta có làm gì hại cô đâu chứ? Không có. Hai người. Cô, ta tha cho bọn ta. Bọn ta không có làm gì đâu. Hãy giúp ta tìm kiếm hang ổ của búp bê. Cô ta là kẻ xấu, ta phải bắt cô ta về để quy án. Hãy giúp ta. Giúp đi con, mẹ già rồi. Ê, phải hai người chứ. Bọn ta giúp. Anh đừng cho cẩn thận vào. Dạ vâng đại ca. Nhanh lên. Ui. Đây, nhìn thấy chưa? Bọn chúng đang canh ở dưới đó. Vậy là ta đã giúp hết nước hết cái rồi đó. Giờ thì chịu, chả biết làm gì. Ê, trong đó nguy hiểm lắm. 10 người vào chết cả 10 đấy. Thì sao nào, ta không sợ. Ê, thế cô cẩn thận nha. Cô yên tâm nha. Có làm sao ta lo ma chay tử tế cho. Không buồn đâu. Đúng là dạy. Có kẻ đột nhập. Chủ nhân của các ngươi đâu? Mau gọi ả ra đây. Wednesday, muốn gặp chủ nhân của ta phải bước qua xác của ta. Wednesday, ngươi cũng khá lắm. Dạ, thưa chủ nhân. Búp bê đâu? Ngươi mau ra đây. Wednesday, ngươi tới số rồi. Không biết tụi này có làm được gì không nữa. Thế này xem ngươi thoát khỏi đây như thế nào. Cô dám. Này, từ từ.
còn điều gì trăn trối nữa sao? Nếu mà bây giờ cô giết ta thì thì làm sao? Thì cái này này. Búp bê, ta chưa kịp xử lý mà ngươi đã đánh lén ta sao? Đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, cậy đông hiếp yếu à? Thả ta ra. Mày có khác gì đâu, gieo nhân nào gặt quả nấy nhá. Thả ra, giờ ta phải bắt ả về quy án. Rồi tạm biệt đi. Nhanh thế nhở? Ê, tính ra cuối cùng con vẫn thắng. Mẹ đưa tiền đấy. Tiền cái đầu mày. Ê, đưa lại, con nói thật mà. Lại phải quay lại đi học, chán quá. Đầu cậu toàn bánh trưng thôi à? Này, đầu mày có gì này? Bánh trưng đấy. Cái gì nữa? Hết chưa biết lâu rồi, hôm nay mới được tới trường. Hay là mình đem ít mắm tôm vào cho nó thơm nhỉ? Được, đúng vậy đấy. Ý đây. Đi. Hiếu à, cậu. Tết bánh chưng ăn được nhiều không? Nhiều lắm. Thế hả? Nè, cặp của tớ mà, trả tới đây. Trả cặp tới đây. Trả tới đây. Trả tới đây. Ê, ok. Nè, trả cặp tới đây. Ê. Đáng đời. Sao đâu hả? Sao các cậu làm vậy với tớ? Tớ thích thì tớ làm thôi. À mà, đây là cặp của ai nhỉ? Cặp của tớ, trả tới đây. Trả cho tớ đây. Trả này. Trả tới đây. Ra đi mà lấy này. Trả cặp tới đây. Trang. Qua đi, qua đi. Các cậu, sao lại làm vậy với Hiếu? Thì làm sao, đưa cái cặp đi. Các cậu, quá đáng thật đó. Đây, tớ mấy thầy không? Đừng có lo chuyện bao đồng. Gọi ta lên. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Gọi thầy. Thầy ơi, thầy ơi. Đừng giỡn mặt mày được. Chạy đâu rồi? Nhanh lên. Đáng ghét. Giỡn mặt về lớp thôi. Đi. Lớp, tập trung chú ý cho thầy nha. Này, giờ nhìn thằng này á, thở thôi cũng thấy ghét. Các đúng cậu, rồi đó. Để tớ. Tìm ở đâu ra đấy? Nhìn kinh tế được. Cạo tay, cạo tay. Để tớ chứ. Đây. Vậy? Dạ không, chúng ta làm bài đi. Thấy sự lợi hại của tớ được chưa? Quả này cho cắn lở loét luôn. Nani? Các cậu, nhìn cái gì, học đi. Ba cậu được lắm. Tớ cảm ơn nha. Cậu lần sau cũng khỏe mạnh lên đi, đừng để riết họ vậy. Tuấn, cậu sao vậy? Tuấn ơi. Sao vậy? Tuấn ơi! Tuấn! Cậu sao vậy? Không được rồi! Tuấn! Nè Tuấn! Có khỏe hôm qua chưa? Tớ khỏe rồi! Vậy là tốt rồi! Làm tớ cứ lo mãi! Tụi mình đi học thôi! Đi học thôi Hiếu! Đi cậu! Nhanh ra bắt thắng! What? Anh! Đúng là một người có công lực thật là tốt. Hiếu, cậu nhớ đứng đi. Tớ có gì hả? Cậu nhớ phải đến trường đó. Sức mạnh này chẳng lẽ từ con nhỏ đó? Mình đã có sức mạnh của người nhỏ rồi sao? Nhìn tay tớ lung linh lung linh cậu, chưa? Tớ mua cho các cậu nè. Sữa gì đây? Bọn tớ uống sữa này đâu mà mua hả? Nhưng đi mà... ra mua sữa khác đi. Có ba đứa mua một hộp. Nhưng cái con khỉ ấy. Nhưng mà tớ hết tiền rồi. Cậu mà muốn uống sữa khác á thì cậu đưa tiền đây. Ấy da, nó bật lại tụi mình đấy. Sợ quá, sợ quá, quá nha. Dám bật lại tớ sao? Nè các cậu, đi tới lại. Nè, các cậu làm gì vậy hả? Cậu tránh ra. Đúng rồi, ta đã đi bao động. Các cậu dừng tay lại. Có tên tớ bé thầy không? Mất đi, mất đi, mất đi. Các em mau dừng tay lại ngay. Dừng lại. Tay ạ, tay ạ.
Tại sao các em lại đánh nhau trong lớp hả? Bọn em có đánh đâu, bọn em chỉ trêu đùa với nhau. Bọn em chỉ trêu đùa nhau thôi thầy. Thầy ơi, thầy. Ơi thầy. Cứ quên đi ạ. Thưa thầy, các bạn bắt nạt bạn Hiếu ạ. Bắt bạn Hiếu đi mua sữa cho mình. Hiếu, chỉ có như vậy hay không? Dạ, không phải đâu thầy ạ. Hiếu, sao cậu không dám nói? Được, em lừa dối thầy à? Không thầy. Bạn em nói dối đấy thầy ạ. Bạn điều đấy thầy. Bọn em thương nhau còn chả hết, có đánh đập đúng gì rồi. Đâu. Bạn Tuấn đổ điều cho bọn em thầy các ạ. Cậu, các cậu được lắm. Thưa thầy, em có bằng chứng. Bằng chứng? À, Trang Lan Yến. Ôi trời, dạ em đây. Ba cô đi dọn vệ sinh cho tôi. Mệt mỏi. Nói tự nhiên lại phải đi dọn vệ sinh. Mày bày trò mày không nghĩ cách đi. Làm tao phải dọn vệ sinh cùng mày. Được rồi, chuyện này cứ để tới lo. Cậu định làm gì? Đừng nói, trả thù tới lúc sáng đó nha. Ây da, thằng cu này thông minh phết đi. Chuẩn hôm rồi nay, đấy. Tớ sẽ cho cậu một bài học. Nè, hello anh trai. Mẹ, cảnh giới Lan. Cậu định làm gì? Chúng mày, dạy cho cậu ấy một bài học. Dạy bài học? Bội đâu. Đúng rồi. Chiến chịu. Đúng. Nhà mình là công an mật, chứ có phải công an truyền thông đâu. Dầu lo được. Ok. Cái thằng mộc cánh à? Gì vậy? Hả? Hả? Spider-Man! Linh đỏ! Lên lên! Hả? Lên! Ok! Hả? Rồi! Rồi! Mà sám hối đi. Này, cậu đi đâu đấy? Định để bọn tớ như thế à? Nhìn con bé kia đáng yêu không kìa. Béo ơi, gọi ai là béo thế? Không biết con nhà ai mà xinh thế nhỉ? Chán quá. Này, chơi không? Hả? Chơi gì? Chơi gì đấy? Kéo búa bao. Ờ, hợp lý nhỉ? Ôi trời, đúng trò tủ rồi. Ai thu lại cái này chơi cho sợ cậu gì? Nhá. Kéo búa bao. Chúng mày lại với nhau sẵn rồi à? Tao nhận cái kéo không cơ nói nhiều. Tiếp chiêu. Tiếp đi. Dạ. Tiếp tục đi. Dạ. Tới lượt tớ. Dạ. Giám hội đồng bà. Chơi lại. Chơi thì chơi. Sợ gì? Ok luôn. Nhưng mà từ từ. Miu, bạn ra đây gia nhập đúng cùng tụi đấy. Mình ra chơi với tụi mình. Thôi, tớ không chơi đâu, tớ còn đang bận ôn bài, các cậu cứ chơi đi. Ha, Miu không chơi thì thôi, tụi mình chơi. 2, 3. Chúng mày gài tao à? Sao một mình tao ra kiếm thế? Lừa đâu mà lừa, thắng bại tài kỹ năng. Đưa vũ khí đây. Chơi được nữa không cậu? Liêu liêu. Sao lắm sao thế nhỉ? Mấy đứa chơi lại. 1, 2, 3. Chết này, chết này, chết này. Thôi rồi lượm ơi. Toàn rồi ông giáo ạ. Cuộc sống này quá buồn chi. Quả đầu mình lại chơi dên nhiều sao rồi. Bọn này có chơi có chịu. Quánh đi. Cái này á, đủ đồ với bà. Cái này cái mới gì đủ đồ. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, trả tôi trời ơi. Hả? Mấy đứa chết với bà. Dạ. Ôi, em quay cuồng. À mà thôi,
Trên này là hành tinh nào đây nhỉ? Thôi được rồi, chơi lại. Chiều các thí chủ luôn. 1, 2, 3. Thôi xong rồi, quả này là dở đầu chấm cơm rồi. Các con của ta. Này thiệt, này thiệt. Cái này đánh luôn đi, đừng có dứt. Đúng là giặt dời gọi bằng cụ. Lên đây. Đâu. Em xin lỗi thầy ơi. Em có biết là em làm như vậy là giảm tuổi thọ của tôi không hả? Sống trong đời sống cần có một tâm lòng. Thầy tha cho em thầy nhé. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Thầy đúng là thiên cho ông trời. Này, thông báo với cả lớp, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Thầy đẹp trai thế. Thầy dậy đi, bắt đầu dậy đi thầy. Em không trêu ai đâu. Cứ đợi đấy, lũ chuột. 1, 2, 3, 4. Để xem mấy đứa còn dám nhờn với chị không. Bật chị chỉ có đường chết thôi. Vì một body đẹp kia. Cố gắng lên. Vì một body đẹp. Trời chết này. Thật đáng trời. Yến, sao cậu dám? Bớt nóng bớt nóng. Có chai nước ngọt vừa mua xong, uống đi cho hảo quả. Để lắm đây nhé. Nước gì mà mặn thế này? Nước phải với mắm tôm đấy. Tôi đi. Con được lắm, nhớ mặt tới đây. Này, cậu chỉ tới xem bài này như thế nào đi. Đây nhé, cậu lấy bình phương của cái này cộng với đáp số ở phần trên rồi chia cho hiểu. Thế là ra rồi. Đòi học nhóm á. Cái gì vậy? Chị chắc đấy, thầy không vậy à? Cậu làm hỏng hết sách vở của bọn tớ rồi. Đúng rồi đấy, tới cậu thật quá đấy. Có được không? Đang nhiều quá. Cậu tao cắn bọn này nhé. Này, bỏ ra, đừng lại gần mình. Nó bảo nó thích cậu này, cho nó hôn một cái. Đừng lại gần đi. Leo leo. Cậu. Tăng 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 tăng. Năm nay chúng ta sẽ là Kim và Queen. Bạn sẽ là Queen đẹp nhất. Chúng ta sẽ là Kim và Queen đẹp nhất tại vì. Cậu sẽ là hoàng tử đẹp nhất đấy. Bạn ơi, từ đã ngứa quá. Ngứa quá. Ngứa thật đấy, ngứa thật đấy. Thôi thì mình đi, nhẹ đi. Bạn ơi, cái gì trong người tôi ấy? Ngứa quá. Cậu ở bẩn thì ngứa là đúng rồi. Đồ bẩn. Nào, xoay. 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 Đúng không ta? Xoay nữa này. Ôi trời ơi, đau đầu chóng mặt buồn nôn quá. Leo leo leo. Yến, Yến, cậu nhớ mặt tớ đây. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh. Thầy ơi, thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Thầy ơi, cứu em với. Lần này thì anh giữ thua em đó. Này, mấy em có chuyện gì thế? Sao không ở bên lớp đi mà chạy sang đây làm thầy gì? Thầy ơi, bạn Yến. Ơi sao, cậu cũng Yến à? Yến á? Bọn em cũng mắc bọn tại bạn Yến. Bọn em cũng thế à? Thế rốt cuộc là bọn em có vấn đề gì? Bọn em bị bạn Yến cứ quạnh quẹ trêu chọc. Không cho đúng bọn em à? Học thầy dạ. Là còn phá không cho bọn em học bài nữa à? Thầy phải phán xử cho bọn em chứ à? Thông tin của các em. Dân à? Các em cứ về đi rồi thầy sẽ xử lý cho. Dạ, thế bọn em về chào học thầy. Bài đi. Em về học bài đấy thầy à? Thầy nhớ đấy à? Thôi đi về lớp đi. Chúng nó về hết rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Tí nữa lên lớp phải cho các em làm bài kiểm tra mới được. Kiểm tra. Xong rồi, xuống gặp lại hiệu trưởng phát.
alo chúng nó thì chắc là sẽ có trò vui lắm đây. Vào là vào lớp thôi. Vào lớp thôi. Cả lớp chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra nhé. Các em tập trung làm bài nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Bài kiểm tra không biết có khó đấy. Không bạn nhỉ? Chúng mày chết tôi rồi. Lại kiểm tra suốt ngày. Bài kiểm tra có khó không nhỉ? Khó thì cũng không quan tâm. Đây có làm được đâu mà khó như dễ. Các em, cho thầy hỏi. Sáng nay thầy để đống đề kiểm tra ở đây, em nào có sợ đến không? Dạ có em. Không cần. Em không cần thầy ạ. Thầy thử hỏi các bạn xem. Cho lấy đâu mà sợ luôn. Ôi giời, có bao giờ học bài đâu mà lấy đề của thầy làm gì? Thầy rất là ghét cái tính ăn trộm. Ai mà có tính tấy mấy là đừng có trách đấy. Bạn Trang, em cầm cái gì kia? Cái gì đây nhỉ? Đây chẳng phải là đề kiểm tra của thầy sao? Thưa thầy, là em có lấy đâu ạ? Sao lại có đề kiểm tra ở đây? Sao lại có chuyện này? Sao lại có đề kiểm tra trong cặp mình? Là thế nào thế bạn ơi? Cậu cũng có à? Tôi cũng có. Có mỗi mình em không có thầy ạ. Em chẳng bao giờ thấy mấy trang dối gì cả thầy ạ. Thầy ơi, không phải em làm không đâu ạ. Thầy phải tin em ạ. Trời ơi, tôi không ngờ các anh các chị lại làm như vậy đấy. Tất cả mọi người đừng ai giống như bạn Yến. Đúng rồi đấy, các bạn là phải giống như em. Nhưng mà thầy bỏ chữ đừng đi nhé, nghe nó cứ sao sao. Không phải tại em. Chưa, không phải tại em mà. Quá ra là hại bạn Yến. Mày không ngờ em lại là một con người như vậy đấy. Nhìn cái mặt sáng sủa mà có đến nỗi nào đâu các bạn nhỉ. Đúng rồi. Mày đấy, sao Yến lại có thể đổ lỗi cho bọn tớ như thế được nhỉ? Cậu đúng là được. Bạn bè với nhau mà lại làm như đúng thế à? Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu mà cậu lại hãm hại bọn tớ như thế à? Sao cậu lại làm như thế với chúng tớ? Thôi, không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em Yến mời phụ huynh lên trường gặp tôi. Đúng rồi đấy, từ giờ mọi người đừng chơi với Yến nữa nhé. Không chơi với bạn Yến đúng nữa. Đúng rồi đấy. Thôi mọi người về chỗ đi mọi người. Bạn ra chỗ khác ngồi đi, tôi không muốn ngồi gần bạn nữa đâu. Bạn đi xuống dưới ngồi đi. Biết thế không làm như thế nữa. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Này, anh định làm gì hả? Tôi tin, tôi hát lên không? Cô em có hát cũng không ai nghe thấy đâu. Mau lấy tiền ra đây, nhanh lên. Tôi làm gì có tiền chứ? Không có tiền ư? Anh định làm gì? Không có tiền thì trả bà nhan sắc nha. Tấn, cậu có sao? Tấn không sao. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu. Nhưng mà sau ngày hôm nay chúng ta làm bạn thân được không? Sao búp bê hôm nay tốt thế nhỉ? Được. Bây giờ chúng ta sẽ là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Đi học thôi. Cái này tới một bên được bài đấy. Đắng đắng đó. Khiếp, hôm nay hai người lại thân nhau thế. Bình thường thì như chó mèo mà nay thân thế nhỉ. Đúng rồi đấy. Giờ á, chị với búp bê là bạn thân rồi. Em mà bắt nạt bạn ấy thì chị oánh đó. Oánh á? Sợ quá, sợ quá. Cả lớp trợ tự. Thầy xin thông báo với tất cả các em, trường mình sắp có cuộc thi hoa khôi. Bạn nào xung phong đi nha. Em sẽ thi hoa khôi. Ở cái lớp này không ai đủ tiêu chuẩn như em đâu. Tấm này cậu đẹp hơn cả mà. Đi thi hoa khôi chắc chắn giành giải nhất. Nhưng mà tớ tự tin lên chứ. Thầy ơi, em cũng thi. Tấm thi thắng chắc. Dạ, em cũng muốn tham gia. Tấm với Cám đều tham gia. Để công bằng, thầy sẽ ra một đề thi. Ai thắng sẽ là người đi thi. Đề thi gì ạ?
đề thi đơn giản thôi. Các em về nhà sử dụng những đồ tái chế, tạo chiếc váy thật là lộng lẫy, rồi đem tới đây thầy sẽ chấm điểm. Thật vậy sao? Không biết là chúng ta nên tái chế bằng nguyên liệu gì giờ? À, tấm, hay là chúng mình làm bằng giấy đi? Bằng giấy á? Được, ý kiến rất hay. Đúng là một người bạn tốt chí cốt của tớ. Chúng ta cùng về làm thôi Tấm ơi. Chả phải làm gì cho mất công. Chiếc hoa khô này chỉ thu về cám, cám thôi. Hai chị em nhà này cứ như chó với mèo vậy, không hiểu cái gì hết, chẳng có chị em gì cả. Chịu thật rồi. Hả? Thôi, chúng ta đi. Bây giờ mình sẽ làm một chiếc váy bằng giấy thật đẹp và lộng lẫy. Cậu giúp mình nha. Tất nhiên rồi. Được rồi, để tớ ướm lên người cậu xem thế nào nha. Nhìn thôi đã thấy thích rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải nhất cho mà xem. Vừa rồi đấy. Cám, em nhìn cái gì vậy? Thèm vào. Kệ cậu ấy đi, chúng ta làm tiếp. Cám, hai cái đứa kia, cắt xong bậy bừa ra. Nhớ dọn ngay chưa? Tí mẹ già mà thấy chưa dọn thì mấy đứa cứ liều hồn đó. Vâng ạ. Làm thế nào bây giờ? Bạn gắn vào đây cho tôi đi. Tôi gắn nha. Chắc là phải đẹp lắm đó bạn ơi. Cái này nữa bạn. Cái này xanh xanh cho vào đầu này. Cho vào đầu này. Nào bạn ngồi im để tới cố định nha. Khung hình này. Đẹp, đẹp lắm bạn ơi. Bạn ngồi im để tới choàng cho bạn cái này. Giống như đừng. Cái thằng ngu kia. Mày bịt thế này để nó chết à? Chết hả? Ôi bạn ơi, chạm chút là tèo rồi đấy. Hai thằng đầu to, ống như quả nho. Tao mệt quá, tao gọi mẹ tao. Bổ đầu chúng mày. Thằng này, cầm túi đen cho tao. Thằng này, cầm cái áo vàng lên, ướm vào người. Rồi, cầm cái áo đỏ này, ướm lên trên ngực. Cái này để trên đầu. Để tôi dán cho. Này cá, cậu cắt thế này là cắt kiểu gì vậy? Tớ thấy sai sai sao á. Cậu thì biết cái gì mà fashionista đó, nhà thiết kế mộng thì cám nói linh tinh á. Cứ ghé cái nữa đi là họa mi ngừng hắn luôn đó, biết chưa vậy? Ôi vui quá. Cậu có tin tới làm răng cậu thụt vào trong luôn không? Lằng nhằng lớn ngớ không ra mà làm đi, còn đứng đấy nghịch à? Làm nhanh lên đi. Dừng. Nhìn ngứa cả mắt. Có cậu, không lẽ tớ không chắc làm một mình được đâu. Vừa ý cậu chưa? Tuyệt vời lắm luôn. Giờ chúng ta cố định lại thôi. Đây. Dán ở đây nè. Back in that bag in that bag again. Whoa, yeah. Hey. Back in that. Màn giấy trắng sẽ là hoa khôi của lớp. Vào lớp thôi Tấm ơi. Hôm nay hai đứa mình á đến lớp sớm nhất luôn á. Mà Tấm, cậu làm xong chưa? Mau đem tới xem. Đây nè, tớ làm xong rồi. Mau. Sao váy của cậu lại giò nát thế này? Váy của tớ sao ai cắt thế này? Sao lại như vậy chứ? Tớ không biết. Hôm qua tớ đút vào cặp thấy vẫn còn nguyên mà. À, hay là hôm qua lúc mình làm thì tớ thấy cám lấp ló ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là cám làm? Cám đến lớp rồi. Này cám. Cám, hôm qua có phải em vào phòng chị cắt váy của chị không? Hả? Lại sao? Váy của chị bị rách á. Này, váy chị bị rách đừng có đổ cho em. Đằng này chơi hơi bị xanh chín đây. Thôi nè, sáng trước mặt luôn nè, không bao giờ phải sau lưng. Cám này, cậu làm thì cậu nhận đi. Sao phải như thế? Này, không phải việc của cậu thì cậu đừng có xí mũi vào, hiểu chưa? Thầy kỹ. Các em làm gì vậy? Các em, đã làm xong váy của mình chưa? Bạn Cám, bạn Tấm, đã làm xong váy của mình chưa? Em xong rồi. Thầy xem có đẹp không ạ? À? Đâu, thầy kiểm tra. Còn Tấm? Dạ, em chưa ạ. Sao lại chưa? Thầy đã cho em một tuần rồi cơ mà. Còn em Cám,
Váy của em đâu? Váy của em đây. Thầy cứ yên tâm, em uy tín mà. Em sẽ làm rạng nha. Hả? Hả? Cái váy của em sao lại rách quá thế này? Hả? Ôi trời ơi, sao lại thế thế chứ? Vậy kỳ vọng vào hai em rất nhiều, giờ hai em làm thầy thất vọng quá. Chị Tâm, nhà có hai người, có phải chị làm không? Thôi, hai cậu đừng có đánh nhau nữa. Đừng mà, dừng lại đi. Ôi trời ơi, này, các em có dừng lại hay không vậy? Loạn hết cả lên rồi. Đừng có đánh nhau nữa mà. Đừng có nhau ra đi. Đừng đâu. Em xin dừng lại đi mà. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Tí váy của em đúng không? Đừng có đánh nhau nữa. Buông ra đi. Ôi trời ơi, lớp này loại rồi, gọi cho mẹ thôi. Alo, bà tới ngay giải quyết đi, con bà loạn hết rồi. Này, bà dạy con kiểu gì mà để các em phá hoại lớp thành ra thế này? Con bà học đâu cái tính côn đồ gây mất trật tự trong lớp vậy? Tôi không chấp nhận được đâu. Thế ở lớp, bọn nó làm gì mà đánh nhau thế thầy? Bà đi hỏi con bà. Là do em cám á. Chị Tấm xé váy cám con. Cám xé váy của con á. Trời tử. Váy á, là do cái váy đúng không? Là do chị Tấm đó mẹ. Là do em cám đó. Chắc chắn là vậy. Hai đứa tin mẹ tát cho mỗi đứa một cái không hả? Cắn chân nhỏ rất là nhức đầu nhá. Thầy ạ, việc gì khó chứ, nhà con lắp camera đây nhà. Muốn gì thì cứ check thôi. Bà xem đi. Nhà có camera sao? Đấy, bà xem mà giải quyết đi. Đây thầy. Cắn váy hả? Tôi ghét các cậu. Các cậu xứng đáng bị như vậy mà. Hả? Bà tự giải quyết đi. Vậy sao không biết là ai vậy? Sao con lâu tò mò thiệt đó. Búp bê, tại sao cậu lại làm như vậy? Rõ ràng chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tớ chứ? Cậu luôn được mọi người yêu thương, quan tâm. Còn tớ thì sao? Cậu luôn là người học giỏi nhất lớp. Tớ ghen tị với cậu. Ảo thật đấy. Ảo thật. Ghen chọn xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn cua. À nhầm, đừng để bạn chơi lại mình. Ui giời, chị em cậu thế nào? Đừng có chơi với loại người như vậy. Tấm, cậu đừng buồn nữa, lần sau rút kinh nghiệm làm lại được. À ngã đâu, mà tìm bạn cái đôi ở đây. Đúng là con gái mẹ. Mẹ cứ về đi, để búp bê tôi dạy lại cho. Được rồi, hơi bị mất thời gian làm của tôi nhé. Làm phiền bà rồi, nhà bao bà giờ cẩn thận nha. Giờ thì tan học, thầy mời các em đi về. Con gái yêu ơi. À, mẹ, con là đang dậy ngủ đấy. Mẹ chui vào đây làm gì? Cám. À, mẹ làm cái gì vậy? Con đang buồn ngủ mà, bỏ ra. Dậy ngay, con gái con đứa, mặt trời mọc đến đỉnh mông rồi mà còn chưa chịu dậy. Mà còn chưa nói đến nữa, con nhìn cái phòng của con đi. Có khác gì cái ổ lợn không hả? Nhưng mà bà con nhé, con học đâu cái thói bác ăn ngoài kia 3 ngày còn không thèm rửa. Bóc mèo mọc lên đây rồi, dậy. À, mẹ để ra con thì mẹ phải chăm con chứ. Bây giờ con mỏi lắm rồi, con buồn ngủ lắm rồi. Mẹ đi ra để con ngủ. Mẹ con đi dậy đâu ngay. Đấy, con đang ngủ mà. Con nhìn cái đống bát mà con để lại đi con. Móc mèo xanh đỏ tím vàng rồi đấy nè. Sao lại nhiều như thế này nhỉ? Đây đây, bát của con ăn đấy, rửa hết đi. Khi nào làm xong thì mới thích làm gì thì làm con nhé. Mày chẳng lo cho con mà bắt rửa bát như thế này. Ôi trời ơi, rửa chứ chẳng bát, đang ngủ. Nhanh nhanh cậu đi ngủ tí. Cậu chết. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Cậu chết rồi. Con cám. Úi giời ơi, cám. Cám, mày làm cái gì thế hả con? Trời ơi, bác rửa gỗ cám của tôi. Còn đứng đây nữa hả? Cám, đứng ra đây coi. Còn với chẳng cám. Làm như thế này thì hỏng hết rồi chứ còn gì nữa. Hả?
hỏng thì mua cái khác, sao mẹ cứ flo thế nhỉ? Mẹ cần mua cái rổ xài chẳng vừa với cái rổ ấp bát gì cả. Dứt bớt đi cho nó đỡ bẩn nè. Cám, quýt ra khỏi nhà ta. Ờ, cái gì đấy? Sao mẹ lại giúp đồ của con đi? Con cái mất nết, mày đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Dư già dư dẫn, giỏi cãi cho mày. Mẹ nhớ mà con đấy. Bao giờ có nhớ thì đừng có gọi con về đi nhé. Con đi đây. Mẹ với chẳng con lỡ lòng nào lại đuổi mình ra ngoài đường cơ chứ. Đi đâu mà bị tờ bị nhỏ như thế này? Ê, hay là bị mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà đúng không? Chắc chắn là như thế rồi. Em mà ở nhà anh á, anh đuổi em từ mùa quýt năm ngoái rồi, chứ không phải để đến bây giờ đâu. Sao anh chị nói em thế? Anh chị phải thương em chứ, anh chị phải đùm em chứ, sao lại sỉ nhục em? Em lười như hủi ấy thì ai mà đùm được em, nàng nhỉ? Thôi, cố gắng ra đường làm ăn lập nghiệp cho mẹ hãnh diện. Đúng rồi, bây giờ mình đủ tuổi rồi thì phải tự lập, tự sống mới chứ lại. Ai mà cứ nương tựa vào mẹ mãi được, em định ở với mẹ cả đời à? Thôi đi nè, mình quay đường đây. Anh Hoàng chị Tấm, cậy làm vua mà bắt nạt em nhé. Em mà làm hoàng thượng thì chết với em. Thở ra không thở được, thế nào vậy? Hoàng thượng, sắp đến giờ chầu rồi đấy, sao ngài còn nằm đấy? Muộn lắm rồi. Hoàng thượng gì? Hôm nay mẹ ăn nhiều quá bị ngẩn ngơ à? Mẹ thật là ngài mới bị ngơ ngơ mới đúng hơn đấy. Sao mình lại mặc long bào? Đi, đứng dậy đi, các quan đang đợi đấy. Ô, thế giờ mình làm vua à? Thế giờ mình làm vua à? Ô, thế bây giờ mình làm vua, mình phải trả thù anh Hoàng với chị Tấm mới được. Mẹ. Dạ, hoàng thượng gọi em. Đưa chậm đến chỗ Hoàng và Tấm để bổn cung thẩm. Đi luôn. Tấm ơi, nàng cố gắng làm việc rồi người ta trả lương cho, có tiền chúng ta sẽ đi sắm Tết. Cố lên, anh Hoàng cũng phải cẩn thận nha, không là gãy một bông hoa của nhà người ta là mình không có tiền để đền đâu. Ta biết rồi, mình cùng cố gắng nàng nhé. Ui, thôi chết rồi nàng ơi. Ta nhỡ tay. Anh Hoàng, anh làm cái gì vậy? Thôi xong rồi. Ta không có ý. Để ta thủ tiêu, thủ tiêu. Này chứ. Ai cho nhà ngươi gặt qua nhà ta? Thôi xong rồi. Quả này bà mẹ ghẻ kiểu gì cũng hét toáng lên cho mà xem. Bẩm hoàng thượng, hai người này dám hái bông hoa yêu thích nhất của ngài, ngài định xử thế nào? Bông hoa yêu thích nhất của ta? À ừ, đúng rồi đúng rồi. Này. Dạ dạ, bọn tôi xin lỗi, bọn tôi có mắt như mù à. Bọn tôi đáng tội, mong ngài thay cho tụi chết à. Nhà ngươi xin nhưng ta chưa cho. Quỳ xuống. Quỳ đi nàng. Này này này, cầm pha xuống. Muốn tha cũng dễ thôi. Ăn hết bông hoa đấy cho ta, rồi ta tha cho. Ăn hết bông hoa này ấy à? Nhưng mà Tấm ơi, vợ chồng mình mới tưới phân hôm qua. Thế nhà ngươi có ăn không? Dạ dạ, bọn con ăn à. Không ăn cái bông hoa này á, ta đến ta xiết nhà các ngươi luôn, cho các ngươi ra ở rừng ở trú đấy. Sự chết mất chàng ơi. Cuối cùng cũng đã trả thù được. Cố lên nuốt đi chàng ơi. Dạ thưa vua, con ăn hết rồi ạ. Thôi được rồi, thấy rồi. Dạ vâng, thế bọn con xin phép ạ. Dừng lại, quỳ xuống bổn cung bảo. Dạ. Ngươi thì ăn hết thật rồi đấy, nhưng con này thì ta chưa nhìn thấy nó ăn, bây giờ ngươi phải nhè ra rồi chia đôi. Lên vua đã ban, không làm xử trảm luôn đấy. Làm đi. Dạ, nhưng mà bây giờ con lấy đâu ra qua nữa ạ? À? Thì nôn ra, rồi lại ăn tiếp. Ngu thế. Dốt, đúng là không có học thức. Lời vua nói chí phải à? Nhưng mà... Dạ. Úi giời ơi, để ta ra tay cho. Nôn ra này, nôn ra này. Hoàng thượng, xin hoàng thượng nhẹ tay à, tha cho chồng con. Mẹ giúp con với. Ngày xưa mẹ bảo lấy thằng nào giàu giàu thì không lấy, cứ thích đâm đầu vào cái thằng cố rách áo ôm này. Giờ kêu ai mẹ chịu. Nôn ra, nôn ra. Xin hoàng thượng nhẹ tay. Được rồi đấy, nhặt lên ăn đi con. Đến vua đã ban, làm.
Dạ chân à. Nào, từ từ. Nhưng rồi đấy, hai người chia đôi ra mà ăn. Lẹ lên, ăn đi. Dạ. Nhanh lên. Dạ chân. Thôi đến giờ lên triều rồi hoàng thượng à. Thôi ta tha cho đấy. Tha cho đấy nhé. Đi thôi. Chàng có sao? Anh không sao. Thôi mình đi về thôi. Đi. Đứng lại. Dạ hoàng thượng à, quỳ xuống. Hai người quên cái gì à? Vua đi đâu mà lại qua nhà thần thế này? Thần nhớ là ngày hôm qua thần đóng thuế rồi mà. Đóng rồi cái gì? Mỗi năm đóng 3 lần. Nhà ngươi quên à? Sao lại thế à? Thần nhớ là một năm chỉ đóng có một lần thôi mà. Sang năm 2024 rồi, mỗi năm một luật khác. Năm nay luật mộng thì cám đề ra, một năm phải đóng thuế 10 lần. Mà không nghe á thì ta không muốn thì bước ra khỏi cái nước này. Dạ dân ạ. Nhanh lên. Dạ của người đây à. Mùi tiền lúc nào cũng là thơm nhất. Chẳng thơm quá đi chứ mẹ. Không biết là vua hay là cướp nữa. Buộc chặt vào bạn ơi. Không tối nay mưa bão là nó đổ đấy. Mưa bão á, thế buộc phải thật chặt mới được. Vua. Ủa em chào vua à. Hai cái tên nông dân kia, gặp vua mà các người không quỳ à? Có thích xử trảm không hả? Dạ, bọn em không biết à. Hoàng thượng Cát Tường. Tốt, ta cho cái vỏ bim. À rằng thì làm mà thuế nhỉ. Hả? Bọn em vừa đóng thuế hôm qua xong mà, sao giờ lại phải đóng thuế tiếp à? Không nói nhiều. Một là đóng, hai là chiếm. Hả? Thế các ngươi chọn thế nào? Dạ vâng, bọn em đóng mà. Dạ đây à, của em với bạn em à. Thôi được rồi, tạm ổn. Nhớ là ngày mai đóng tiếp đấy. Đóng gấp đôi. Ngày nào cũng phải đóng. Ngày kia phải đóng gấp 3 nghe chưa? Hồi cung. Ngày nào cũng phải đóng á? Thế thì có đi làm cả năm cũng không đủ để đóng thuế. Thật là quá đáng mà. Đi về thôi. Vua ơi vua, năm nay mà cứ áp dụng cái luật này thì chúng ta giàu to đấy. Có tin này mà đã phấn khởi rồi. Nhiều mà. Cái này ta có thể kiếm được 100, 1 triệu, mà thậm chí là 1 tỷ cục như thế này nữa biết chưa. 1 triệu á? Thế ngài định làm như thế nào ạ? Nhìn cho kỹ vào. Ngươi chắc chưa? Chắc như đinh đóng cột. Ngươi đâu? Vàng ơi là ngài vàng. Ngài định bán vương quốc này thật sao? Mấy cái thớ đất ấy làm sao bằng mấy thớ vàng. Vậy thì giờ ký tên đi. Cuối cùng thì vương quốc này cũng là của ta. Đi thôi. Ta xin nhắc. Tưởng lấy vàng của ta là dễ sao? Dính đó. Rõ thưa chủ nhân. Ơi vàng của ta chưa bao giờ mà được cầm nhiều vàng như thế này. Hoàng thượng chị... bán vương quốc rồi thì mình ở đâu? Đúng là cái đầu chỉ để chưng, cái mồm chỉ để ăn, không có đầu óc tư duy cái gì cả. Đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền biết chưa. Cái chỗ này mình sẽ đi vòng quanh thế giới. Ra nước ngoài ở chứ. Ở chỉ cái đất hèn mọn này. Ngài nói đúng. Ra nước ngoài có phải sung sướng hơn không? Đúng rồi. Đỡ phải khói bụi. Ai cho đi mà đi. Này, người biết ta là ai không? Biết là ai không? Là ai hả? Giờ ta là vua, nhà ngươi phải nộp thuế cho ta. Nhanh lên. Này, đừng có mà lật lộn nghe chưa. Tính lật lộn à? Còn ta không có đóng. Giờ thế nào nhỉ? Đóng hay không? Đóng thì đóng sợ gì? Bỏ cái tay ra. Bỏ ra. Thế thuế bằng bao nhiêu? Tất cả số vàng đang có. Cái gì? Giết người à? Nhà ngươi giết người à? Em đóng. Đừng có chết. Em đóng. Thôi đóng đi. Không nói cho phơi xác đấy bây giờ. Vậy em, ai cho phép ngươi động vào hoàng tượng của ta? Dạ em đóng.
Nhanh lên. Chị. Ui 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 ui. Này đứng lại. Định chạy đi đâu? Tôi chết rồi, đi hội đồng rồi. Hoàng thượng hết thời rồi sao? Trả hết thuế cho bọn tôi đây. Nhanh lên trả đi. Các ngươi làm loạn hết ở đây à? Đúng rồi đấy. Hết thời cái gì? Các ngươi mà đòi lại tiền á? Ngươi không thấy ta đang mặc lông bào như thế này à? Ta sai lính chém hết các ngươi. Ngươi quên là đã bán nước cho ta rồi sao? Thì làm gì có tư cách chém đầu người khác? Vàng của ta, ta không đưa cho ai hết. Ngươi không được động vào vua. Trả đảo. Trả tiền cho dân đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Trả tiền đi. Ôi, vua ơi, vua trả cho tụi nó đi. Không chúng nó đánh chết bây giờ. Không trả. Tất cả số vàng này là của ta. Số vàng này là của ta. Trả đảo. Mọi người, lên. Trả đảo. Vua, trả vàng cho họ đi. Ta không trả. Dậy đi. Cái gì đó, mọi người đi hết rồi à? Dậy, đi đâu? Làm gì có ai? Mà ở nhà ngủ chưa chán hay sao? Mà ra đây cũng ngủ. Quá trà, mình nằm mơ à các bạn? Ngứa quá, trời ơi. Sáng sớm ngày ra chưa kịp rửa mặt rửa mũi. Mày gọi mẹ con tao sang đây làm gì? Chắc là nó... Nào, hai mẹ con trật tự. Ta có một việc rất là quan trọng muốn nói. Hôm nay em trai ta từ nước ngoài về, ta nhờ hai mẹ con phải tiếp đón thật là long trọng đấy. Em trai mày chứ phải em trai tao đâu. Đón đúng không? Đúng nhờ. Thời gian đó mẹ con tao ở nhà ngủ khò khò thích hơn. Hai mẹ con không phải nói nhiều nữa, cứ thế mà làm. Nô, mở cuộc họp gấp rồi. Không biết bao giờ mới đến đây. Dạ, mời hai phu nhân xuống xe. Tốt. Lẹ lên Cám. Hello. Em trai hoàng thượng hả? Đúng rồi, là ta. Đúng đây. Nhầu phế đi. Hoàng thượng bảo ta tới đón. Đón ta đi hả? Đi đi, đi thôi. Dạ, xin mời. Ê, từ từ. Đợi chị một chút. Là sao vậy? Không biết à? Có chuyện gì vậy? Đây, xe của chú này. Thân thiện với môi trường đấy. Mở ra để tao lên. Thế nha, đi xe này cái nha. Cái này không chạy bằng xăng mà chạy bằng cơm đấy. Thế là thế nào? Đi nhanh lên, bọn ta đợi ở nhà đây. Bye bye nha. Đợi tao với. Kinh chết đi được. Tiếp đón mình kiểu gì đây? Bực mình thật chứ. Ô, anh trai. Lâu quá không gặp. Anh trai khỏe không? Để đi em xem. Lớn quá nha. Về là tốt rồi. Hôm nay ta có một món quà đặc biệt dành cho em. Đồ đâu? Cầm quà mang lên đây. Dạ đây ạ. Đẹp thế. Này. Một vương quốc đang nằm trong tay thằng ngu kia nè. Chuyện này là sao vậy anh trai? Tre già thì măng mọc. Ngày hôm nay anh sẽ truyền ngôi lại cho em. Anh trai, nhưng mà em mới về nước mà, em có biết gì đâu. Truyền ngôi? Trời, thế là mất à? Không, không nhận. Không được, phản đối. Để đẹp con tàu. Người có tâm như em chắc chắn sẽ có tâm. Ý ta đã quyết. Bái triều. Sao mãi chưa đến nha? Búp bê. Búp bê. Em yêu. Búp của mình cũng đã về. Anh mới về. Giỡn em chết đi được ấy. Lần này anh phải ở nhà với em đấy. Đừng đi nữa nha. Đúng là nhiều chuyện thật không tưởng. Mà càng nói con lại càng tức. Mẹ con mình đi hy sinh bao nhiêu mà không được lên ngôi, để cho cái thằng ớt ơ nào ở đâu về. Riêng cái khoản đấy á, mẹ là mẹ không thích rồi. Chân ướt chân ráo rồi làm hoàng thương, vớ va vớ vẩn. Thế thì bánh chưng năm nay của mẹ con mình
chỉ toàn nhân gạch, nhân sỏi, nhân đá cuội thôi. Mẹ yên tâm, bánh chưng năm nay không nhân gạch. Không nhân gạch thì nhân cái gì? Con sẽ xóa ngôi anh hoàng. Ui, không được, vậy thì ác quá, vớ va vớ vẩn. Nó anh rể mẹ. Mẹ cứ nghe con, muốn làm giàu thì phải có gan. Đi đâu mà lâu về thế nhờ? Ô, Hân đi, nàng sao vậy? Hả? Ta xin lỗi, ta không còn xứng với chàng nữa. Ơ, sao nàng lại nói vậy? Ta có làm gì sai đâu chứ? Trong lúc chàng đi, Hoàng thượng đã... Hả? Anh trai của ta? Làm cái gì thế này? Hả? Hóa ra, trước giờ, anh toàn giả nhân giả nghĩa với tôi thôi à? Anh được lắm. Anh Hoàng, ôi giời, anh đúng là đồ tôi mà. Hả? Em trai, em nói cái gì vậy? Tôi đã sống tình nghĩa với anh, nhưng còn anh đã sống sai với tôi rồi đây. Anh đã sống sai với chú cái gì cơ chứ? Anh xuống địa ngục rồi sẽ biết. Hả? Ui, trời ơi, kinh vãi.